Vân Anh và bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa trong chương trình Dược thảo và đời sống xin kính chào khán giả khắp nơi của VNTV. Chào bác sĩ Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, xin kính chào tái ngộ đến quý vị và chị Vân Anh. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay chắc chắn là quý vị đã đoán là đề tài gì, đó là đề tài hoa sứ nhà nàng, phải không? Dạ vâng. Thưa quý vị thấy là một cành hoa sứ ở trên bàn studio là hoa rất là quen thuộc. Mà anh Khoa biết không, ở nhà Vân Anh là người Bắc cho nên bố mẹ gọi là hoa đại. Dạ vâng, người Bắc thường gọi là hoa đại thưa dạ quý vị, nhưng mà người Nam gọi là hoa sứ. Dạ. Ngoài ra hoa sứ hoặc là hoa đại còn gọi là hoa châm ba. Cái đó là cái danh từ của người Lào. Từ nào giờ mình không biết là hoa sứ. Dạ vâng. Với cái hình ảnh của cây hoa kỳ sứ hoặc là cây đại thì nó không có là khác, rất là quen thuộc là với quen người thuộc Việt Nam chúng ta. Dạ vâng. Ở Việt Nam chúng ta thường thấy là họ trồng ở trước cửa nhà dạ. Chùa hoặc dạ. Lưng cái nhà thờ. Dạ vâng. À, đi nhà thờ đó thì tôi thấy chị Vân Lan có đeo cái hoa như vậy. Đó cái... thì rất là thơm nhắc cho tôi những cái lúc đi nhà thờ đó dạ. Các tín đồ đó thường thường hay đeo một cái hoa để cho thơm trong dạ. Trong nhà thờ. Dạ vâng. Và đồng thời không những nhà thờ chùa chiền hoặc là công viên dạ. Hoặc là những cái nhà biệt thự ở Pháp dạ. Rất là ưa chuộng cái hoa hoa sứ này dạ. Vì lý do tại sao, vì nó dễ trồng, không cần nước, không cần tưới nước thưa dạ, chị vâng. Và kiểu quý vị hoa rất là đẹp và buổi tối thì có một cái hương thơm rất là nồng nàn thưa quý vị. Vâng, dạ, không vâng. Nó không có cái gắt dạ. Mà nói về Việt Nam nhưng mà chúng ta cái hình ảnh của hoa sứ này không có khác lạ gì với người Hawaii. Dạ vâng, vâng đúng rồi, vâng. Đúng rồi. Thì tôi không biết có thể là nói về Hawaii thì có thể là cái hoa sứ này có thể là một cái hoa tượng trưng cho đất nước hoa Hawaii. Dạ vâng, đúng rồi. Mà hôm nay thì chúng ta nói về cái đề tài thuốc dạ. Trong đông y. Dạ. Nhưng mà rất là ít người sử dụng, nhưng mà chúng tôi vẫn mang lên chương trình này để cho chúng ta tìm hiểu thêm về cái hoa đại hoặc hoa sứ. Dạ vâng. Hồi nãy chúng ta nói về hình ảnh của Hawaii và Việt Nam. Nhưng mà thật sự đó, cái nguồn gốc của nó không phải ở Á Châu mà ở... Vâng, anh nghĩ là ở Á Châu anh, tại vì nghĩ là xứ nóng, tại vì Việt Nam này thường thường ai cũng có hết trơn á. Dạ vâng, nhưng mà thật sự cái nguồn gốc của nó là từ ở Mexico, thưa quý vị. Mexico, dạ, vâng. Thưa quý vị, rất là surprise. Nên quý vị, nếu mà có cái dịp nói chuyện với những người mẹ ở đây, họ rất là ưa chuộng cái hoa đại này. Dạ vâng, dạ anh phải biết tên mẹ đó là tên gì không vâng? Dạ thưa quý vị không. À, có biết tới cái tên của nó là Plumeria. Dạ. Rất là hay thưa quý vị. Và bây giờ đi vào dược thảo về đông y của hoa sứ thưa anh. Nói về hoa sứ, nói về dược thảo đó thì bên trong đông y không những dùng hoa mà dùng luôn cả lá và cả vỏ, luôn cả rễ. Wow. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về, tại vì hoa là một cái hoa là nói về hoa thì nó lại có màu khác nhau nữa. Thì hiện đây quý vị thấy nó có màu trắng. Có màu đỏ nữa anh Khoa. Màu đỏ, dạ. Màu vàng và màu hồng. Dạ. Mà hiện nay người ta còn có thể là cấy hoặc là làm cho nó đủ có loại màu như là hoa hồng chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà những màu đỏ, màu trắng là chúng ta thấy thông dụng nhất. Dạ. Bây giờ chúng ta đi vào cái thành phần dạ. Dược thảo của nó. Dạ. Hoa. Dạ. Trong đông y đó thì thường cái hoa đại đó, cái hoa này nó có cái vị, nhất là cái mùi thơm, nó có cái vị ngọt và tính cái bình, cái tác dụng của nó đó là thanh nhiệt, okay. Là thanh nhiệt làm cho mát, mát. Lợi tiểu, nhuận tràng và bổ phế quản. Wow. Cái hoa khô đó thường thường nó có tác dụng mạnh hơn hoa tươi. Thường thường cái dùng hoa đại trong đông y thường thường người ta dùng theo cái dạng là sắc thuốc hoặc yeah. là pha trà. Yeah. Cũng như là trà hoa cúc. Đúng rồi, thưa quý vị. Thì thường khô chúng ta dạ. có thể ướp với trà để cái hoa đại đó thì nó có cái tác dụng chữa ho rất là hữu hiệu. Wow. Một cái nữa đó có một cái tác dụng là chữa huyết áp, nó làm hạ huyết rất là nhanh và rất là lâu bền. Tôi không hiểu tại sao trong hoa đại không có thông dụng nhiều trong cái vấn đề chữa cao máu, nhưng mà gần đây người ta thấy cái khi mà uống cái lực hoa đại đó thì cái lượng mà huyết áp nó xuống rất là lâu. Bây giờ chúng ta đi về cái phần
cái lá cái vỏ. Cái vỏ, ok. Cái vỏ, luôn cái vỏ và cái rễ. Hồi nãy cái họ cái hoa đó thì chúng ta có cái vị ngọt, nhưng mà cái rễ và cái vỏ lại có cái, nó không có cái vị ngọt nữa mà nó có vị đắng. Dạ. Yeah. Và, nhìn là bên anh thấy chắc và, rồi anh. Và cái tính của nó đó, nó mát hơn là cái hoa. Wow. Thanh nhiệt hơn nữa quý vị. Vâng. Nó có tác dụng như là hồi nãy chúng ta nói là thanh nhiệt, nhưng mà cái này nó có vừa thanh nhiệt mà lại giải hỏa. Đồng thời cái tác dụng của cái vỏ và cái rễ đó thì nó đặc biệt là nó chữa phù thủng, giữ những cái triệu chứng như là giữ nước trong cơ thể và sát trùng. Và nhuận tràng mạnh hơn luôn cả cái hoa. Hoa. Cái hoa thì đặc biệt của nó là chữa ho, rất là hữu hiệu. Trong người Việt Nam chúng ta đó thì chúng tôi thấy chỉ có dùng cái hoa để là pha trà thôi. Yeah. Nhưng mà thật sự người Ấn Độ đó họ đã dùng lá và cái hoa luôn cả cái thân của cây vỏ thân của cây đại rất là nhiều. Yeah. Thì ở Ấn Độ đó người ta dùng cái vỏ của cây hoa đại này để lại chữa những cái bệnh như là tiêu chảy và chữa bệnh như là lở loét ở ngoài da, như là nhất là cái bệnh hoa liễu. Còn cái nhựa nữa thôi chị, cái nhựa của hoa đại đó thì nó là một cái chất lỏng mà không có đặc, như là trắng như sữa. Cái nhựa của nó hơi độc, nhưng mà nó hơi độc thôi chứ, nhưng mà nó không có nhiều sách vở thì và những sự nghiên cứu thì nói là không có độc, nhưng mà thật sự nó có hơi độc một chút thôi, nhưng mà không có hại tới cơ thể. Đồng thời cái hoa cây đại á, nó là cái cây họ hàng của cây trúc đào. Nhưng mà hồi nãy nói tới cái nhựa đó thì lại làm nhắc cho tôi nó nhớ biết tới cây trúc đào. Dạ. Nhưng mà cái nhựa của cây trúc đào rất là độc. Dạ. So với cái cây hoa đại này. Nhưng Khoa chỉ vậy trở lại, anh Khoa nói là cái hoa đó là chữa ho đó thì chúng ta dùng làm sao để mà chữa ho? Tại vì nên anh biết mùa đông sắp tới hay bị ho lắm. Dạ vâng, đó thì hồi nãy chúng tôi với đề cập có hoa thì chúng ta có thể, chúng ta có thể dùng một cái lượng rất là cao, có thể từ 30 cho tới 60mg hoặc là một nắm. Một là tươi, hai là chúng ta nhiều khi trồng mà chúng ta không có... không biết khi hoa nó rụng chúng ta không biết làm gì, cứ lấy rồi mà phơi khô mà để dành. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta nói về cái nhựa nữa. Cái nhựa hiện nay đó, gần đây đó thì người ta có nghiên cứu cái nhựa có thể có tác dụng để chữa được cái những loại vi khuẩn lao. Wow. Rất là hay thưa quý vị. Vân Anh để những cái thời gian sau cùng lại cho bác sĩ Khoa muốn có đề tài chia sẻ với quý vị nữa. Nãy chúng ta nói vừa đông y cổ truyền của chúng ta thì không có dùng hoa đại nhiều, nhưng mà người Ấn Độ họ dùng rất nhiều, họ dùng lá để nghiền nát và đắp vào những cái vết sưng để chữa phong thấp, chữa các cái chữa bong gân, hoặc là những cái chúng ta nói về những cái vấn đề mà ngoài da thì những chẳng hạn như là ngứa hoặc là mụn nhọt hoặc là những cái nơi mà bị có mủ thì họ dùng cái hoa này đắp lên để hút những cái mủ nó ra. Wow, rất là hay thưa quý vị. Nếu mà nhà quý vị có cây đại, cây sứ trước nhà thì bây giờ quý vị sẽ thấy là có giá trị rất là nhiều khi trước khi mà chúng ta nghe lời sự chia sẻ của bác sĩ Quân Đăng Khoa ngày hôm nay, phải không bác sĩ? Dạ, vâng. Dễ trồng không bác sĩ? Cây này rất là dễ. Dạ vâng. Đó, hồi nãy chúng ta nói cây này, chẳng hạn như cây này chúng ta mới cắt mà chúng ta cứ cắm, thật sự nếu mà muốn trồng đó thì cứ để ngoài phơi ở ngoài gió khoảng 2-3 ngày, thật sự 3 ngày tới 1 tuần chúng ta cắm vào vào đất. Và cây này nó không chịu nước. Nếu mà chúng ta tưới nhiều thì khi mà mới trồng như vậy thì nó sẽ úng cái rễ đi. Nó giống như xương rồng vậy đó, nó thích đất khô. Và đó là chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay qua đề tài cây sứ và cây đại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.